được mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời. Mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quê. Tình mà bị lẻn để nhớ. Trong tiếng hót hòa đi, ta đam mê hoa văn của núi, bao lưu luyến mèo vạc yêu thương. Nghe em vang ngàn câu ca miền quê hương em đổi mới, rừng hoa ta thắt mạnh đẹp sao ngất ngây, rộn ràng chờ phiên đôi đứa hẹn hò, cho người bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Câu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời. Mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hôm nay cùng chung tay dựng xây miền cao nguyên đá, là niềm tự hào vùng đất Thung Anh. Nghe xôn xao từ cao nguyên mùa xuân muôn hoa đỏ thắm, vòng vang có tiếng khèn gọi ai xốn sang, ngọt ngào đang hôi em lẫn trong hương núi hương rừng. Bao lưu luyến ước mong sẽ đến một lần. Khâu vai từ xa xưa còn mãi lưu giữ muôn đời. Mèo và quê hương tôi tha thiết thắm tình người ơi. Hiên ngang cùng núi cao hòa cùng dòng nhỏ quê. Tình mà bị lẻn để nhớ thông qua. Hôm nay cùng chung tay dựng xây miền cao nguyên đá, là niềm tự hào vùng đất. Tôi gặp một bà đang đi cắt cỏ về rất là sớm này. Bà ơi, con chào bà. Bà đi đâu về đây, cắt cỏ về à? Thế à? Nhà bà ở đâu? Ở trong này à? Thế à? Bà có nói được tiếng Kinh không? Không à, chị Bâu à? Bà là người Mông à? À thế à? Thì bây giờ thì tôi sẽ cùng theo bà vào nhà bà chơi một tí các bạn nhé. Đấy, thì đây, đây công đường này. Và phía dưới này thì thấp thoáng những ngôi nhà. À, trên này thì nhà trình tường bằng đất rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, nhà bằng đất kìa. Đập bằng tấm bê tông xi măng. Đấy, theo như tôi quan sát thì khu vực này đất đai thì cũng rất là phì nhiêu. Đấy, nó không có núi đá như ở bên khu vực Mèo Vạc. Đấy, cho nên là bà con thì canh tác cũng thuận tiện hơn. Đấy. Chú. Chú đang làm gì đấy chú? Đang nấu rượu. À, đang nấu rượu à? À. Rượu này là rượu ngô hả chú? Rượu ngô. À thế. À. Đây mình nước kia trong cái nồi đó. À. Đấy, này chú uống nấu rượu các bạn nhé. À đây, cu con này rồi. Ừ. Ăn kẹo không? Chú cho kẹo này. Xin chú đây. Đáng yêu chưa? Chú bé cái. Chú bé cái nào. Ôi giời, treo chú rồi. Em bé này là con của chị à? Con nhỏ. Dạ. Chị sinh năm bao nhiêu? Ôi, chị 9 á, thế thì ít tuổi hơn mình rồi. Em rồi. Thế á? Lấy chồng năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi đấy chồng à? Yeah. Thế được mấy bé rồi? Đứa này với lại đang có. À, một bé này với lại một bé nữa bụng nữa à? Yeah. Anh quay thế này là quay để
Anh quay YouTube này. Đây, chú đang nấu rượu bạn nha. Thế em bé được đây là mấy tuổi rồi? 17, gần 17 tháng. Thế à? Con trai ngoan nhỉ? Đấy, chơi cho mẹ làm. Thế bố đâu? Bố đi làm rồi. Bố đi làm á? Bố đi làm tận đâu? Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh á? Vâng. Thế có hay về không? Cũng thỉnh thoảng về thôi. Thế như gia đình mình bây giờ có mấy người ở đây? Còn ông bà với lại một chú nữa. Em chú. Thế à, chú lấy vợ chưa? Chú chưa. Chưa lấy vợ à? Nấu rượu này như này thì có lâu không? Có chứ, một ngày luôn ý. Thế à? Một ngày thì ra được khoảng bao nhiêu lít? Lít rượu ấy? 20 lít à? 20. Nhưng mà nhiều hơn thì phải tối. Thế à? Thế tối có nấu không? Cái nước này của nhà mình cũng sẵn nhỉ? Vâng. Lấy từ trên núi xuống hả chú? Ở trên núi này. Dòng xuống có xa không chú? Có. Thế á? Đấy, nhiều nước. Mình là dân tộc Mông hả chú? Đúng không? Dân tộc Cờ Lau. Dân tộc gì? Dân tộc Cờ Lau. Cờ Lau á? Ừ. Đấy, cháu thì cháu làm giáo viên đấy. Nhưng mà vâng, nhưng cháu dạy về dân tộc mình, nhưng mà cháu thực sự đây là lần đầu tiên mà cháu được gặp người dân tộc Cờ Lau đấy. Vâng. Đấy. Ở trên Hà Giang các bạn nhé. Đấy. Vâng. Lần đầu tiên anh lên đây ạ? Anh lên đây mấy lần rồi, nhưng mà anh chưa sang khu vực bên này. Vâng, anh lên Hà Giang mấy lần rồi nhưng mà chưa sang chỗ bên nhà mình ở đây. Đấy. Vâng. Nhà này thì xây lâu chưa chú? Lâu rồi. Lâu rồi á? Chú xây từ năm bao nhiêu? Không nhớ. Không nhớ à? Làm cái nhà này cũng kỳ công ấy nhỉ? Đấy. Nhà có nhiều trâu bò ấy. Cái ngói này là... Trước là nhà mình đập bằng ngói này hả chú? Ừ. Thế là bây giờ là tháo cái ngói này xuống và thay bằng tấm xi măng à? Cái này nó vỡ nhiều quá. Nó vỡ? Vì là lại chuột nó chạy gì? Chú ơi. Người Cờ Lau mình trước cửa nhà cũng có miếng vải đỏ giống người Mông à? Vâng. Thế cháu cứ tưởng mỗi người Mông thì có miếng vải đỏ trước cửa nhà cơ. Dân tộc Cờ Lau cũng có. Thế dân tộc Cờ Lau của mình ở trên đây thì có đông người không chú? Có gần 20 mấy nhà. 20 mấy nhà? Ừ. Đấy là tất cả. Trên đồng văn đấy có nhiều. Còn ở Yên Minh mình thì Yên Minh mình nhiều á, 30 mấy nhà ấy. Đấy. Đây nhà chú là ở xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đấy, người dân tộc Cờ Lau. Con gà này là con gà gì đấy? Con gà. À, gà đen à? Gà mình thôi. Chân đen đúng không? Nhưng mà chủng thì nhốt. Vâng. Ôi, đây có con trâu to quá. Ấy, bên này có con bò này, bò mộng nữa này. Có cả dê này. Có lợn không chú? Lợn cũng có mấy bé. Thế à? Đâu? Nó ở chuồng nào? Chuồng trong này à? Bé quá. Đúng rồi, trong có mấy con lợn là nhỏ. Vâng. Con này là dê được cả chú? Dạ. Dê được hay dê cái đấy? Dê được. Dê được à? Một năm rồi chú. Dê cũng đeo mõ à chú? Đấy, đeo mõ các bạn nhé. Nó cũng gợi hiền nhỉ. Cháu sợ nó không nghĩ gì hết. Không nhát. Có cả con dê cái đây à chú? Dê cái mà đẻ được hai con này à?
Đấy, con dê cái đẻ được 2 con này, đẹp chưa? Đấy. À. Thế là dê này là nó ăn ăn cỏ với lá xoan hả chú? Đúng không? Ăn lá cây. Lá cây á? Chú có chăn bằng lá xoan không? Có. Đúng rồi. Vâng, họ chăn lá xoan nó lớn nhanh lắm. Vâng. Lá xoan với cỏ. Lá vâng. Có người đúng nuôi nhiều gì nữa. Cắt lá xoan hết rồi. Vâng. Thế là mấy con này là mình nuôi từ bé đấy hả chú? Hay là vâng. Thế à? Vâng. Bây giờ bán cũng được khối tiền rồi nhỉ? Để gầy quá, nó thả đi thì mới béo bán được tiền. Ờ. Bây giờ nhất tên này mà gầy quá. Thế, thế như này bây giờ được mấy triệu một con dê đực kìa? Không có bán thì không biết. Thế, thế bình thường chú bán này? Bình thường thì chắc 3-4 triệu. 3-4 triệu á? Vâng. Ờ. Béo hơn được 5-6 triệu ấy nhỉ? Vâng. Ờ. Đấy. Ở nhà mình biết chăn nuôi các thứ là đấy. Con trâu này cũng phải được mấy chục triệu nhỉ? Đến đấy chứ. Họ giả 36 triệu con trâu này á? À. Đấy. Con này bò này cũng rất là béo này. Con này nhìn như con 3B ấy nhỉ? Phải bao 3B em chú? Ờ à, đấy, bao B. Con này không phải 3-40 triệu rồi. Con này á? Vâng. Có được không? Chắc 30 triệu thì vâng, đấy. Đấy. To này, con này chăn nó còn lớn nữa. Vâng. Đấy. To chưa các bạn? Cực kỳ luôn. 2 năm mới lớn. Ờ, chứ con này được mấy năm rồi chú? Hả? Con này được mấy năm rồi? 3 năm thế này. Con bò này được 3 năm rồi á? À, nuôi được 3 năm rồi. Ở trên vùng cao này cháu thấy con trâu bò nào đều buộc treo cái chuông ở cổ nhỉ? Vâng. À. Các bạn biết là ở trên này thì trâu bò thì hay buộc cái chuông ở cổ này. Đấy. Để khi mà nó đi nếu như vào một cái khi mà chăn trên rừng đấy thì vào những cái khu vực rậm rạp thì khi mà đi thì nó vẫn sẽ có thể là phát ra những cái tiếng kêu đấy, thì có thể là dễ dàng mà tìm thấy đấy, tìm thấy nó khu vực nào. Còn nếu như mà không có những cái chuông này ấy, thì khi mà đi chăn ở trên rừng ấy thì nó đi ở những cái khu rừng rậm ấy thì rất là khó để mà có thể tìm được nó đấy. Vâng. Ở đây mình có điện thứ rồi nhỉ? Ở trong này thì vẫn là sàn nhỉ chú nhỉ? Xung quanh là trình tường nhưng mà ở trong thì vẫn là sàn. Có 3 giường ngủ à? 3 giường ngủ. Bên đấy là bếp nấu hả chú? Dạ. Bếp nấu bên đấy à? Bếp nấu ở đây. À. Đây bếp nấu. Như người mông là có bếp ở giữa nhà ấy nhỉ? Vâng. Người mông là bếp củi giữa nhà. Vâng. À. Cái này chắc là nấu cũng không nấu rồi đúng không? Không, cái này nó cái chỗ này thủng rồi. Thủng rồi á? Vâng. À. Thế này cái này thì cũng chỉ để nấu cắm lợn thôi nhỉ? Vâng. Chưa, à, nó thục rồi. À. Nhà mình ruộng đường có nhiều không chú? Ruộng em có một tí. Thế à? Em yếm giống này. Ruộng nhà mình có ruộng nào cấy lúa được không? Có. Thế à? Cấy lúa trồng ngô nhỉ? Vâng. Đấy, như ở bên mèo vạc ấy họ chủ toàn trồng ngô là nhiều ấy. Vâng. Ít khu vực trồng lúa. Ruộng mình có một nửa trồng ngô, có một nửa trồng lúa. Vâng. Đất ở bên mình nó tốt. Vâng. Nó không đá như bên mèo vạc. Vâng. Vâng. Mấy nước ở khu vực này nó cũng nhiều chú nhỉ? Vâng. Nước ở trên suối nó xuống cũng nhiều. Thế ba nhà mình đâu rồi ông?
Bà đi vuôn ngô à? Đi vuôn ngô à? Vâng. À. Vụ này đang là vụ vuôn ngô. Chú này bao nhiêu tuổi rồi? 56 rồi. 56 tuổi à? Vâng. Ừ. Vẫn trẻ. Đúng rồi, già rồi. Trẻ chán. 64 mà. Vâng, mới có hơn 50 tuổi đâu mà. Ừ. 50 tuổi. Chú nấu rượu chắc là chú uống rượu tốt nhỉ? Chú bây giờ chú không uống rồi. Bây giờ không uống nữa? Vâng. Nhưng mà trước kia là uống uống ạ. Bây giờ nó yếu rồi, người già yếu. Mới hơn 50 tuổi em gì mà yếu. Trước bị lăn xe ấy. Bị em sao? Bị lăn xe ở trên cùng điện đuôi này. Thế á? Vỡ cả đầu thì bây giờ. À, bị ngã xe gì? Ừ. À, thế à? Ừ. Hút thuốc không nhỉ? Cháu không. Cháu không hút thuốc đâu. Vâng. Thế người có lão của mình thì ăn Tết là cũng như là Tết giống người Mông với lại người Tày người Kinh nhỉ? Ờ, đúng rồi. Cũng là tháng 12 âm lịch nhỉ? Vâng. Những cái thời gian ăn Tết của mình có lâu không? Mấy ngày? Ủa? 7-8 ngày đấy. 7-8 ngày á? Ừ. Dạ. Yeah. Mới đi làm. Chơi hết 15 đấy. 15 tháng riêng đấy. Vâng. À. Thế là mới đi làm. Vâng. Lúc đấy thì là đang mùa cấy nhỉ? Vâng. À. Cấy trồng ngô. Vâng. Vâng. Thế cái ở mình đây thì cái tục mà cưới xin ấy thì nó có gì khác biệt so với người Mông không chú? Giống như người Mông hết. Giống người Mông hết à? Vâng. À. Thế lễ vật thì gồm những gì hả chú? Vâng. Lễ vật thì phải gồm những gì? Vâng. Mình cứ lấy người mông lấy cái lau mà. À. Người gì cũng lấy, không phân biệt. À, không phân biệt là lấy. Vâng. Nhưng mà ý của cháu là lúc mà đi hỏi cưới thì phải mang theo những cái gì? À, chú có mang rượu, mang gà không? À, mang rượu, mang gà, mang lợn không? Có lợn thì nói đi bằng hết thì mới có lợn đấy, có lợn, có rượu. Vâng. Như người Tày là đi hỏi vợ là phải có một con lợn này, mà rượu này, gà này, đấy, 4 con gà, một con lợn, đấy, rượu nữa, gạo nữa. Ồ. Vâng. Mình dân tàu về lâu thì không lấy gạo. À, có lâu không lấy gạo chú? Ừ. À. Lấy rượu với lấy thịt lợn thôi. Vâng. Thịt gà thôi. Thịt lợn, thịt gà. Ừ. Vâng. Thế cái lúc mà cưới thì nhà trai thì mang nhà gái bao tiền hả chú? Ồ. Mình, mang nhiều tiền không? Tiền cứ 5-6 triệu. 5-6 triệu à? 10 triệu cũng có. À. Thế là coi như là mua luôn đấy nhỉ? Vâng. À. Ừ. 10 mấy triệu này. 10 mấy triệu đấy. Ừ. À. Thế là lấy về rồi là phải ở đây rồi nhỉ? Vâng. Có được bỏ về không? Không. Không được bỏ về à? Ừ. À, bỏ về mình được giữ đúng không? Ừ. Coi như mình mua luôn ở nhà mình rồi. Ừ. À. À. Thế à, em con trai út nhà chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con trai út năm nay 16 rồi đấy. À, mới 16 rồi à? Vâng. Thế có đi học nữa không? Vẫn đi học. Vẫn đi học á? À? Ờ, mà lời quá lại bỏ về nhà, bây giờ lại đi học ở dưới quận anh ấy. À, ở đâu? Ở dưới quận anh. À, đang đi học ở dưới đấy à? Ừ, à. Đi làm mỏ than ấy. À, đúng rồi, học thông tin làm mỏ than ở Quảng Ninh. Ừ. Rồi. Vừa mới về gọi nhà được 2 hôm à? Vâng, về nhà 2 hôm à? Ừ, thế... bảo là nghỉ mới về nhà, xin về nhà. À. Thế thì về vẫn đang ở nhà hay là đi rồi? Vẫn ở nhà đi vuông ngô ấy. À, đi vuông ngô với mấy mẹ đấy à? Ừ. À. À. Một năm nhà mình có làm được nhiều ngô không chú? Ngô cũng làm được nhiều nhưng mà mọt lắm. Ừ. Mọt lắm. Mọt à? Ừ. Đó.
thường là nấu rượu. Nhưng mà mình phơi làm sao mà mọt? Phơi thế nào mới mọt. Thế á? Thế là mình để trên sàn này đúng không? Đúng rồi. Tất cả ngô là trên sàn này à? Vâng. Thế có ngủ ở trên này không chú? Không. Không à? Trên này chỉ để ngô thứ thôi à? Ngô thóc đúng không? Vâng. Cái ngô nhà mình trồng này cũng chỉ để nấu rượu thôi nhỉ? Vâng. Nấu rượu mới cho bò thôi. Cho gà, cho bò. Thế á? Thế bình thường ở trên mình thì ăn mèn mén hay là ăn gạo hả chú? Với ăn mèn mén nhé. Ăn mèn mén á? Ừ. Thế à? Quanh năm ăn mèn mén luôn á? Vâng. Thế à? Mèn mén ăn gạo lắm ăn. Đấy, đặc sản đấy. Thế nhưng mình có còn mèn mén không chú? Mèn mén sáng nay không làm. Sáng nay không làm à? Vâng. Ăn thế à? Cơm. Ăn cơm à? Thế chưa có làm không? Chưa. Chưa có à? Chưa có, tối có đúng không? Vâng. Cháu lên trên này chơi cũng nhiều rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà cháu vẫn chưa được thưởng thức cái món mèn mén một lần nào. Đấy. Thế vâng. Nếu mà đấy. Thì mình cũng chỉ xem ở trên TV ấy, thì mình cũng chưa được lần nào được thưởng thức. Đấy, thực sự là lên trên vùng cao này thì cũng muốn là được thưởng thức cái đặc sản vùng cao đấy. Tuyệt vời chú ạ. Vâng, đấy, không phải là đấy đâu. Cháu chắc chưa bao giờ được ăn mèn mén nhỉ? Vâng, cháu chưa được ăn mà. Thế? Vâng, mèn mén thắng cố. Hôm trước cháu ra chợ Yên Minh ấy chú. Đấy, chợ chỗ Mậu Duệ đấy, nhưng mà không có. Không có. Đấy, thì vào hôm nào có thời gian thì mới lên Đồng Văn thì thưởng thức. Vâng. Đấy, nhà. Ăn cố mèn mén. Béo thì cũng ăn mèn mén, chăm mèn mén ăn ngon. Vâng, đấy. Mèn mén là làm bằng ngô ấy chú nhỉ? Vâng. Ngô nghiền nhỏ nhỉ, nó đồ nhỉ. Ừ. Đồ lên. Cũng mất mấy tiếng ấy nhỉ? Một tiếng này này, được. Một tiếng à? Thế là bình thường ở nhà mình thì mấy giờ ăn cơm? Trưa, nếu trưa thì mấy giờ ăn? Trưa, 11 giờ. 11 giờ, không phải tối ăn bình thường nhỉ? Thế nhà mình có cái nương nào nó có ở xa xa đây không? Hay là đều nương ở gần? Vẫn có một đám ở xa một tí. Ở xa, ở trên mãi nếu đấy? Ở cái khe bên kia. Thế? Gia đình 15 phút thì mới đến. Nhưng mà có đường xe máy đi không? Có. Đường xe máy thì đi thì cũng được nhỉ? Khi mà thu hoạch thì mình vận chuyển nó cũng dễ. Nhưng mà nhiều cái khu vực nó kiểu nó trên đỉnh núi ấy. Xong rồi thu hoạch xong rồi gùi ngô mãi từ trên đỉnh núi nó dốc nó đi nó khó khăn. Nói chung là khu vực này thì điều kiện sống thì cũng thuận lợi nhỉ? Tuy nhiên nó cũng rất là ưu đãi so với nhiều khu vực ở trên này. Thế bình thường mỗi ngày chú nấu bao nhiêu lít rượu? Mình nấu ít được 20 lít thế này. Mỗi ngày 20 lít. Thế là xong thì mình bán ở ngoài, mang ra chợ bán à? Không. Uống thôi mà. Nấu chỉ để uống thôi á? Ở nhà này mình đi làm việc cái gì để về nhà uống. Thế là mỗi ngày 20 lít nhưng mà chỉ để phục vụ uống ở trong nhà thôi. Thì uống nhiều thế á? Không. Nếu mà mới tuần uống một lần thôi mà. Thế á? Nhưng mà sao mà hết được? Uống ít nấu mà. Thế á? Thế có nghĩa là mình không phải là ngày nào cũng nấu đúng không? Mà thỉnh thoảng mình mới nấu. Một tuần. Vâng. Ôi cháu nên lên trên này hôm làm nương thì mới uống. Làm nương uống á? Uống thay nước luôn à? Nó không say à? Say chứ. Nhưng mà đông người. Đông người. Như hôm nay mình uống ngô thì họ về giúp mình ấy, đông người uống. Vâng. Thế nào hôm nay vun ngô thì có nhờ anh em đi vun hộ không? Vâng. Có à? Có. Hôm nay đi giúp họ. Hôm nay đi giúp họ rồi gì? Còn hôm khác là họ lại giúp mình, đúng không? Vâng. Như đổi công ấy. Đổi công. Thế chưa có làm cơm không? Có. Đấy. Thì không biết cháu bên nhà bạn cháu thì cũng thế. Thì mọi người đến giúp xong rồi làm cơm. Vâng. Để làm cơm ăn. Vâng. Xong thì hôm khác thì mình ấy, họ lại sang giúp nhà mình. Vâng. Vâng. Trên này rất là đoàn kết nhỉ? Vâng.
Như thế là cái tình cảm của anh em nó lại gắn bó hơn bao nhiêu ấy. Dạ. Nó gần gũi hơn nhiều. Cháu dân theo gì? Cháu là người Kinh. À. Vâng. Đây là bàn thờ đây hả chú? Vâng. À. Đây nữa à? Vâng. Thế bên này là thờ cái gì? Thợ. Thờ. Bàn thờ. Bàn thờ? Ừ. Bàn thờ là như nào hả chú? Đây là giống nhau. Thế á? À. Bàn thờ, bàn thờ đúng không? Ừ. À, đây là ảnh cưới của em đây đúng không? Em anh đúng không? Rồi, xinh nha. À, đấy, các bạn này. Đẹp trai rất là xinh gái nhá. Đấy. Đây là chụp ở Mã Pì Nèng à hay ở đâu đây? Ở trên nhà Vương. À, chỗ nhà Vương à? Ờ, đẹp quá. Hôm trước anh lên đấy đấy. Hôm trước anh quay trên đấy. Ừ. Ông Vương Chính Đức nhà. Sa Phin Đồng Man. Đấy. Học sinh lớp 9A, Bộ Dạy Việt Minh, học sinh giỏi cấp trường, môn lý. Đấy, như vậy học rất giỏi nha. Được đấy. Và thế ở cái trên sàn này lên kiểu gì chú? Dạ. Lên trên sàn này kiểu gì? Có cái đường lên à? Đó, cháu thử xem trên này có nhiều ngô. À thế à? Đó. À đây à, chỗ này đây à? À đây đây là cái thang đây á. À. Ừ. Là mọt quá vụ lắm. À mọt á. À trên này để cái thóc thế này à? Vâng. À, nhưng mà cái thóc này là chưa 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 ấy ra, chưa đập ra. Vâng. Nó vẫn để cả cái này à? Ờ. À, đây là gạo lếp đấy chú nhỉ. Ừ. Đấy, bên này ngô này. Ôi nhưng mà ngô mọt thật nhờ. Mọt quá rồi. Thế để đây chuột nó có ăn không? Có. Đấy, thế thì đây cháu thấy là nó ăn nhiều rồi này. Nó ăn hết bao nhiêu hạt rồi này. Đây. Ngô bạn này, mọt lắm. Vừa bị mọt vừa bị chuột. Đấy còn có cái bỉ chưa bóc ra. Đây để cả các bạn nhé. Đấy, trên này. Cái này phải tìm cái cách nào thôi, chứ mà cứ để như này thì mọt mới chuột ăn hết thôi. Vâng. Vâng. Bên này là cái lúa lếp các bạn nhé, lúa lếp nương ấy, ngon tuyệt vời đây. Đấy. Nhưng mà để này nó không bốc nhỉ? À, đấy, đây này. Đây là những cái ấy bó lại như kiểu cái chổi ấy nhỉ. Đấy. Khi mà ô đây là không phải gặt đúng không chú, mà đây là rút à? Vâng. Khi mà ra ruộng là rút từng rẽ một đúng không? Đúng rồi. À đấy các bạn nhá, độc đáo chưa? Có nghĩa là không phải là gặt giống ở dưới người Kinh hay miền xuôi đâu, đấy mà là dân tộc Cờ Lau ở trên này là khi mà cấy lúa lếp nương này là khi mà chín là rút từng rẽ một các bạn nhá. Đấy rút đây này, rút những cái rẽ này này, sau đó buộc thành những cái bó như này. Đấy, và phơi. Cái này mình phơi khô ở ruộng à hay là phơi ở nhà chú? Phơi ở nhà thôi. Gặt phát để lên như này luôn. Xong rồi, thế mà nó không bị mốc nhỉ? Ờ, à, đấy. Thế này lúc nào ăn thì mới đập ra hả chú? Đúng rồi. Đập hay là tuốt? Đập thôi. Đập thôi à? Không có máy sát à? Không. À, thì ra là như vậy à. Đấy, đây. Rất là nhiều thóc nhá. Thóc nếp luôn. À, đấy, sàn trên này là chỉ để đồ thôi. Đây có ngô này. À, xem nào. Ôi mọt hết rồi. Mọt. Đây các bạn nhìn này. Mọt hết rồi. À, để lâu quá rồi, chắc để lâu thì mọt hết rồi. Đấy. Mọt hết rồi. Đây nhà Trình Tường. Đấy, thì ra hôm nay tôi lên đây khám phá biết được rất là nhiều điều. Đấy, đây có một cái khu vực phơi nữa này. Ngô. Đấy. Bẻ về là để luôn trên này các bạn nhá, đống như này luôn. Đấy. Để lâu rồi mọt đấy. Còn cái lúa này lần đầu tiên mà tôi thấy không phải là gặt mà là đấy, thế này thì mất rất nhiều kỳ công mà khi mà thu hoạch thì rất đây, rất từng cái ré này, từng cái ré một.
đấy, sau đó về thì buộc thành từng bó này về đấy, để trên này đấy, chứ không phải là cắt cả cây đấy như bình thường. Đấy, bên này ngô này, ngô này mọt hết rồi. Những cái ngô lương ấy, ngô, ngô ở trên vùng cao thì nó cũng không được to như ngô ở dưới xuôi. Đấy. Đây là ngô. Chào chú. Với trời chú. Thế à? Cái ngô kia nhà mình chắc để lâu phải không chú? Đúng rồi. Nó thấy nó bị mọt hết rồi. Bên này thì ngô già. Cái thóc kia là thóc 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 nếp nhỉ? Thóc nếp nhìn nó đẹp đấy, nhưng mà như thế thì mà khi mà thu hoạch thì kỳ công nhỉ? Đấy một ruộng thì có mà cứ đi rất từng ấy một, thế sao mình không gặt như bình thường ấy? Cái gạo này, cái thóc này không gặt thì phải thu từng lá một. Mới để nó như thế. Đập xong thì có sát không hay là dã? Có mà cũng sát bình thường gì. Mình có máy nghiền không hay là phải mang đi? Mang đi người ta nghiền à? Như vậy là chúng ta vừa vào thăm một cái bạn nào, vào thăm một gia đình người Cờ Long. Rồi bây giờ thì tôi sẽ kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi trên cao nguyên đá Đồng Văn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để theo dõi mình đấy, và đồng hành mình trong các video trên cao nguyên đá Đồng Văn. Rồi bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.